Thưa quý vị, rác thải đã và đang gây áp lực vô cùng lớn đến chất lượng môi trường và cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu sử dụng đồ nhựa hay tận dụng và tái chế những đồ vật đã qua sử dụng. Và quý vị nghĩ liệu chúng ta có thể làm gì với một chiếc xe buýt đã hết hạn sử dụng? Với sự sáng tạo và cảm hứng tái chế, chủ quán Hà Nội Bus Cafe đã biến một chiếc xe buýt thành không gian trải nghiệm vừa gần gũi lại vừa mới lạ với tất cả mọi người. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá không gian tái chế độc đáo này. Nhìn từ xa thì có vẻ đây là một chiếc xe buýt với rất nhiều màu sắc, thế nhưng đây lại là không gian của một quán cà phê nhỏ. Xuất phát từ nỗi lo ngại rác thải nhựa hay cao su ngày một nhiều và đang đe dọa tới môi trường sống, một nhóm các bạn trẻ đã xây dựng một quán cà phê tận dụng từ đồ bỏ đi nhằm góp một tiếng nói bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích giới trẻ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường sống xung quanh mình. Cảm hứng ngập tràn trong quán cà phê xe buýt này chính là câu chuyện về đồ tái chế. Ngay bản thân quán cũng là một chiếc xe buýt đã hết hạn lưu hành, được thiết kế lại. Khu vực khoang lái được cải tạo thành khu pha chế đồ uống, vệ sinh cốc chén, đĩa CD được tận dụng làm menu, đồng hồ, lốp xe được dùng để làm xích đu hay chậu cây. Bàn và ghế cũng không phải là bàn ghế thông thường mà được tái chế từ lốp xe và thùng sơn cũ. Chính nhờ không gian đầy sáng tạo này nên tuy không ở gần trung tâm thành phố nhưng Hà Nội Bus Cafe lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Trong cái bối cảnh hiện nay thì việc bảo vệ môi trường không những là một trong những cái phong trào của giới trẻ nữa, nó gần như là một cái lối sống của mọi người. Và khi mà đến quán này ấy, em cảm nhận là cái không gian quán của nó rất là xanh và nó tận dụng được những cái đồ tái chế tưởng chừng như là vô giá trị mà lại biến thành những cái đồ vật mà gắn liền với cuộc sống hàng ngày được. Và em rất là ủng hộ những cái quán mà nó được sử dụng những cái đồ vật tái chế. Như hiện nay thì việc ủng hộ sống xanh được lan tỏa trong giới trẻ, thì việc đến một quán Hà Nội Bus thì cũng là tạo nên một phần ủng hộ và lan tỏa về sự sống xanh và bảo vệ môi trường. Xe buýt là một phương tiện công cộng gắn liền với các bạn sinh viên trong việc đi lại, nên không bất ngờ khi khách hàng thân thuộc của Hà Nội Bus Cafe là các bạn sinh viên. Tuy nhiên, không chỉ các bạn trẻ mà các gia đình cũng đến đây rất nhiều. Vào cuối tuần thì các gia đình thường cho con trẻ đến trải nghiệm không gian hoàn toàn mới so với các quán cà phê truyền thống. Do không gian quán khá nhỏ nên vào ngày lễ và những ngày cuối tuần, quán khá đông, thậm chí nhiều khi quá tải. Khách hàng đến đây thường thì mọi người hưởng ứng rất là tốt, thì các bạn đều có nhận thức rất là tốt về cái việc là bảo vệ môi trường. Các bạn đến đây đều cũng có những cái góp ý cho quán là nên sử dụng đồ như thế nào, đồ giấy, và cũng giới thiệu và update ở trên Facebook rất là nhiều. Không chỉ đơn thuần là một quán cà phê, Hà Nội Bus Cafe mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường tới tất cả mọi người, cùng chung tay nhân rộng mô hình để những đồ vật cũ, hỏng có thể đem ra tái sử dụng, tránh lãng phí và hạn chế nguồn rác thải ra môi trường. Thời gian qua, nhiều chương trình về bảo vệ môi trường với các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa như trên đã được tuổi trẻ cả nước hưởng ứng mạnh mẽ. Đặc biệt, bằng những hành động cụ thể, những mô hình thiết thực, thế hệ trẻ đã và đang chứng tỏ mình là lực lượng xung kích đi đầu, là những hạt nhân kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động chống rác thải nhựa, xây dựng xã hội an toàn, văn minh và hiện đại. Bởi ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành vấn đề cấp thiết toàn cầu và được xem là thách thức môi trường lớn thứ hai thế giới sau biến đổi khí hậu. Vấn đề rác thải nhựa đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở Việt Nam. Nếu chúng ta không có những giải pháp hữu hiệu, kịp thời thì những tác động tiêu cực từ rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Bảo vệ môi trường sống hiện tại không nhất thiết phải làm những việc lớn lao mà chỉ cần thay đổi một số thói quen rất nhỏ trong đời sống hàng ngày để cùng chung tay giảm bớt áp lực rác thải lên môi trường.